Thưa quý vị, bước qua năm 2024, nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc, các doanh nghiệp đã có đơn hàng và tuyển thêm lao động. Tuy nhiên lúc này, việc tuyển dụng lao động lại không hề dễ dàng. Xác định người lao động là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do thị trường biến động, đơn hàng sụt giảm, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn nỗ lực duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Năm 2023 vừa qua, tình hình sản xuất của doanh nghiệp may mặc này khá ổn định, đơn hàng dồi dào, thưởng Tết cao hơn mọi năm, với mức trung bình 1,5 tháng lương trên một người, khiến công nhân lao động rất phấn khởi. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, công ty lại gặp khó khăn về đơn hàng. Hiện đơn hàng chỉ còn đến tháng 5. Trước khó khăn thách thức, thay vì cắt giảm lao động, doanh nghiệp đã thực hiện giải pháp chia đều việc cho công nhân, đồng thời tích cực tìm kiếm đơn hàng mới, khách hàng mới để người lao động có việc làm, đảm bảo thu nhập. Đây cũng chính là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Về ngành may mặc, đơn hàng không riêng gì công ty này mà toàn bộ ngành may nó đều khan hiếm nguồn hàng. Bên nỗ lực của ban giám đốc tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân. Hiện tại nhà máy thì chốt kế hoạch đơn hàng tới tháng 5. Nói chung em thấy mọi thứ đều ổn, từ công việc tới lương tới thu nhập, mọi thứ đều ổn. Em chỉ mong có hàng như bình thường để cho có lương ổn định như mọi năm thôi. Thực tế hiện nay, bức tranh kinh tế tại Đồng Nai đã có nhiều mảng sáng. Hiện đang có hơn 400 doanh nghiệp trong toàn tỉnh, cần tuyển dụng hơn 27.000 lao động. Thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, các doanh nghiệp đang đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ để tuyển dụng lao động. Đối với những doanh nghiệp còn thiếu hụt về đơn hàng nhưng vẫn tạo việc làm và đảm bảo chế độ đầy đủ cho công nhân trong khó khăn, đây cũng là yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm nay thì tình hình kinh tế khó khăn chung. Thì sau khi quay lại làm việc thì tôi cũng hy vọng là công ty sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn để công nhân có cái công việc ổn định, thu nhập ổn định để lo trang trải cuộc sống. Thiếu đơn hàng phải cắt giảm lao động, nhưng khi có đơn hàng trở lại, các doanh nghiệp sẽ phải xoay sở tìm lao động. Nhiều doanh nghiệp đã thấm bài học này, khi cứ sau mỗi dịp Tết, xu hướng người lao động chuyển việc, nhảy việc tăng cao. Thực trạng này đã khiến các doanh nghiệp phải tốn rất nhiều chi phí tuyển dụng, chi phí đào tạo và thời gian để vận hành lại bộ máy, ảnh hưởng trực tiếp đến khâu sản xuất, tiến độ giao hàng. Chính vì vậy, mặc dù khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng, đảm bảo việc làm để giữ chân người lao động, đón đầu cơ hội khi thị trường phục hồi trở lại.